Rồi. Toàn cảnh núi Poco, đỉnh của đỉnh núi Poco, và đây là vực vực sâu nhất của đỉnh núi Poco. Con đang ok, con đang đẹp quá. À, chú Bảy ơi, chú đi đi, còn lên tới cái chỗ tượng Phật đi hả Đỗ? Lúc đó là Đỗ không, còn giờ còn phải cứu anh Tránh nữa. Bây giờ còn lên mấy cái nữa, anh ra đó con xử lý tới cái chỗ tượng Phật. À, lúc đó là Đỗ không đó, à, lúc đó là chú qua chú ấy được. À, giờ con đẩy chú với anh Tránh đồ lên. Rồi, đây là hiện tại là cho anh em đã hoàn thành tốt đẹp chuyến tour du lịch tour nhỏ Cambodia. Và anh em đã đổ đèo, đây là đang trên đỉnh của đỉnh núi. À, nhà thờ Quang, casino, cây nước. Và đây là cổ đá đỉnh của đỉnh. Rồi, chúng ta kết thúc tour. Dạ, thượng lộ Bình An. Rồi, kính chào anh em. Cái dịp anh em nào đi Poco thì ta sẽ lên, ráng lên tới cái đỉnh của đỉnh núi luôn. Có một cái bờ vực rất là tuyệt vời để anh chụp hình. Bờ vực đó thì trên đỉnh núi nhìn xuống. Cảnh rất là đẹp. Có những cục đá là cao nhất trên đỉnh núi luôn. Đây trở xuống, đường trở xuống thì trước mặt chúng ta đó là nhà thờ cổ. Rồi, cây số thứ 32. Đây là cây số thứ 32. Đỉnh của đỉnh là cây số thứ 32 là hết. Và đường 32 luôn. Đây là cây số thứ 32. Cây số thứ 32 hết luôn à, đỉnh của đỉnh luôn. Trước mặt chúng ta đó là cái cổng trời. Hết rồi, đỉnh của đỉnh. Ok. Đây. Một cảnh rất là tuyệt vời, một cung đường rất là đẹp, đầy bóng mát và khung cảnh rất là hiền hòa. Ok, đoạn cung đường thì thôi, toàn bộ cung đường từ chân lên đỉnh rất là đẹp, không có đường rất là ngon. Nhưng mà trước khi lên thì anh em chuẩn bị lương khô, ăn uống rồi này kia, nước nôi rồi. Tại trên đây là không có nhà, không có nhà nghỉ, và mưa thì cũng phải chuẩn bị áo mưa nha. Không có nhà nghỉ, không có chỗ núp luôn. Thành ra đó chỉ là chuẩn bị áo mưa đem theo. Khi có mưa hay gì đó là chúng ta sẽ tự mà khắc phục. Chỉ có là xe lên xuống tham quan điểm du lịch thôi. Áo mưa trước nhất là áo mưa và lương thực chúng ta phải đem theo để làm hành trang cho cái cho tour. Đây những ngôi nhà cổ xưa của thời mà chiến tranh đó để lại tới bây giờ, mình không biết nó là cái gì để ghi nào thôi. Qua tiếng cam rồi tiếng qua trước mặt là casino rất là lớn. Anh em đang leo cái dốc đỉnh cao nhất, dốc 31 km 31 để lên cái đỉnh. Tất cả đều tốt hết. Thì lên đây chúng ta tự trang bị lương thực, nước uống, thức ăn, áo mưa. Đó là những điều cần thiết quan trọng nhất lên để lên được đỉnh núi Poco này. Cây số thứ 32 là cây số cuối cùng. Có những đường dốc quanh co nhưng mà đặc biệt là không có nhà nghỉ. Nhắc lại là để anh em khi có chinh phục để mà khắc phục trước cái sự cố, để như khi chúng ta lên đây mưa rồi là không có nhà để mà ta trú ngụ đỡ, thành ra đó phải khắc phục áo mưa. Rồi bây giờ là đang đổ dốc. Cung đường rất là đẹp, đường láng không có tì vết gì, đường rất là đẹp luôn. Hai bên đường thì có những cái cây to che lại, bóng mát râm râm chạy rất là thoải mái, mát chứ không có như là đèo của chúng ta nhiều khi nắng suốt thì không có nhà
nên đây là không có nhà, muốn hỏi thăm hay là gì cũng rất là khó. Lên đây chúng ta nên là đi đông rồi chúng ta có trang bị hết những cái dịch vụ để mà xử lý trên cái tour, có thể là lên trên đây rồi chúng ta sẽ khắc phục để đi xuống. Nên cũng có xe lên xuống, chủ yếu là du lịch và khách đi casino đó, và cũng đông lắm cũng không ấy, nhưng mà nhà hai bên đường thì không có, toàn là cây thôi, cây cỏ thú rừng đó, hai bên đường thì khỉ rất là nhiều. Ok, nghe thơ hotel và casino. Giờ mấy anh em đang tiến về tại tượng Phật Bà.